này đều đang được xuất khẩu rất là tốt nha bà con nha. Thì mạng này là dầu dừa đỏ Mã Lai và sim lùn đều có nước uống rất là ngon và rất là sai trái, nên bà con chúng ta cũng có thể lựa chọn cái lựa nào loại này. Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Oanh đến từ siêu thị cây giống Willo Farm. Ngày hôm nay mặc dù trời đang mưa gió bão bùng nhưng mà Oanh thấy nhiều quý bà con chúng ta hỏi quá, nên là Oanh sẽ cố gắng thực hiện video này chia sẻ quý bà con chúng ta ngay luôn. Đó là top 3 cái loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, có thể chịu được hạn mà bà con chúng ta bỏ lơ bạn ấy thì bạn ấy vẫn có thể lớn được. Bà con cũng biết là nhiều khi chúng ta quá bận bịu với cuộc sống thường nhật, vừa đi làm rồi vừa nuôi con rồi vừa chăm sóc con vân vân, thì nhiều khi khu vườn của chúng ta không có thời gian để chúng ta chăm sóc. Thì chúng ta sẽ thường có xu hướng chọn những cái nhóm cây mà nó dễ trồng, dễ chăm sóc, và nếu mà có bỏ lơ một thời gian thì bạn ấy vẫn có khả năng sinh trưởng được. Thì Oanh đã lựa ra trong tới khoảng danh mục cây giống bên Oanh tới khoảng 200 loại, thì Oanh đã lựa ra những cái loại cây dễ trồng như vậy, dễ chăm sóc như vậy để mà chia sẻ với bà con chúng ta. Nhưng mà một cái tiêu chí rất là quan trọng khi Oanh lựa chọn ra danh mục này và chia sẻ với bà con chúng ta, đó là về giá trị kinh tế. Có phải là khi chúng ta trồng cây thì chúng ta luôn luôn lo lắng tới giá trị kinh tế nó có cao không, đúng không ạ? Dễ trồng là một chuyện, cây cỏ hoặc là cây cọ rồi này như dễ trồng vậy, nhưng nó không có giá trị kinh tế thì nó cũng không phù hợp với quý bà con chúng ta. Vậy thì Oanh đã lựa chọn sẵn cho bà con rồi, thì bà con chúng ta hãy theo chân Oanh để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về những cái loại này nha. Bà con thấy không, gió rất là nhiều và gió coi như là ngã hết cây luôn. Cây đầu tiên mà Oanh muốn chia sẻ với bà con chúng ta đó chính là cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm. Nếu bà con nào đã trồng mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm với nhà của siêu thị cây giống Willow Farm từ cách đây 2 năm thì bây giờ đã có thu hoạch rồi, và thu hoạch với bán với giá khá là ổn. Nếu mà cái giá mít Thái hiện tại bây giờ là tầm khoảng, nào hôm nay giá mít Thái lên rồi nha bà con, từ 10.000 cho tới 12.000 thì 1kg cho loại 1, thì cái giá của mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm từ đầu năm tới giờ nó vẫn rất là ổn áp, từ 25 cho tới 45.000 đồng 1kg, bà con thấy giá đó rất là ổn luôn đúng không ạ? Nên ai đã trồng mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm rồi thì chúc mừng quý bà con chúng ta đã có được những cái cây có giá trị kinh tế rất là cao. Ngoài cái giá bán cao ra thì mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm nếu mà so với mít Thái thì bạn này nó còn có thêm một cái đặc tính nữa là ít bị nứt thân xì mũ hơn, ít bị sơ đen sơ gèn hơn so với mít Thái. Và thêm một công chuyện nữa là khả năng mang trái của bạn này rất là tốt. Nếu mít Thái mà cây bối, tức là cây mà cho trái bối lần đầu tiên á, thì bà con chúng ta chỉ có thể để được từ 1 tới 2 trái thôi, để nhiều quá nó suy. Thì cái bạn mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm có thể cho quý bà con từ 3 tới 5 trái, thậm chí có một số nhà vườn bên Oanh thấy cây sung quá để 7-8 trái luôn. Tại thời điểm giá đang rất là cao nên là một trái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm mà loại siêu thị cây giống Willow Farm đông cung cấp bo đó đã nặng từ 15 cho tới 25kg, mà bà con bán cho 50.000 một ký là bà con tính ra bao nhiêu tiền rồi. Nên là nhà vườn chúng ta ham là cũng đúng, đúng không ạ? Nhưng mà sau khi ham rồi thì nhớ phục hồi cái sức khỏe cho cây là được nha bà con nha. Đây là mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm, hàng này bên Oanh đang rất là hút hàng nên là hàng không còn nhiều. Và cái loại thứ hai Oanh muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta đó chính là dừa. Dừa thì nó có hai loại mang lại giá trị kinh tế rất là ổn áp hiện tại bây giờ, đó là dừa sim đỏ Mã Lai và dừa dừa sim lùn. Đó là dừa sim đỏ Mã Lai và dừa sim lùn. Dừa sim dứa thì đây là dừa sim dứa nè bà con. Dừa sim dứa thì nhiều khi nó lại không có, nó hơi chậm trái nên nhiều khi bà con chúng ta cũng hơi băn khoăn. Nhưng mà dừa sim dứa cũng là một loại rất ngon. Nhưng ở trong khi mà Oanh tìm hiểu và Oanh muốn chia sẻ với bà con chúng ta về top 3 loại cây dễ trồng đó và nhanh và có giá trị kinh tế cao đó, thì Oanh lại lựa chọn đó là dừa sim lùn và dừa. Oanh lựa chọn đây là dừa sim lùn nha. Dừa sim lùn thì trái nó không có to nha bà con nha. Đây là dừa sim lùn. Có sim lùn nó nằm ở đâu ta? Đây, dừa đỏ Mã Lai thì nằm trong này, đừng đi theo mẹ nha con ơi. Mấy đứa nhỏ đang chạy theo. Dừa đỏ Mã Lai. Đó, dừa sim lùn với dừa đỏ Mã Lai, bà con thấy bên Oanh nuôi dừa đỏ Mã Lai rất là nhiều ở đây. Dừa đỏ Mã Lai và dừa sim lùn, đây là hai cái loại dừa đã được xuất khẩu rồi và thời gian cho trái của bạn này cũng rất là tốt. Nếu mà mít ruột đỏ là 14 đến 16 tháng cho trái thì dừa sim lùn là 18. Dừa sim lùn là 24 tháng và dừa sim đỏ Mã Lai là 18 tháng. Thì hai loại này đều đang được xuất khẩu rất là tốt nha bà con nha. Thì mạng này là dừa đỏ Mã Lai và sim lùn đều có nước uống rất là ngon và rất là sai trái, nên bà con chúng ta cũng có thể lựa chọn cái lựa nào loại này. Và những cái bệnh nó thường gặp thì nó cũng rất là ít. Đặc biệt là dừa đỏ Mã Lai thì bạn này khả năng kháng bệnh nó rất là cao.
nó cao hơn cả dừa xiêm lùng luôn. À, nên bà con chúng ta có thể lựa chọn dừa đỏ Mã Lai làm danh mục top 1 ở trong các loại dừa cũng được. 18 tháng có trái, khả năng kháng bệnh cao, khả năng chịu được hạn hán hạn mặn rất tốt, rất ít chăm sóc. Mấy con đua, mấy con này kia thì cũng rất là ít tấn công bằng dừa đỏ Mã Lai này. Đó, mưa rồi, cố gắng lên anh. Và một cái loại cuối cùng mà anh muốn chia sẻ với bà con chúng ta đó chính là cái bạn vú sữa Mica tím không mũ. Vú sữa tím Mica không mũ, bà con thấy từ nãy giờ đi dọc trong cái công ty của bên quanh thì bà con thấy nè, là vú sữa tím Mica không mũ rất là nhiều. Mà tại sao bà con đặt hàng là nhiều khi quanh không có giao liền được? Tại vì quanh phải nuôi dưỡng nó cho nó ra rễ rất là nhiều ha bà con nhé. Em ơi, vừa dời mấy cái cây này vô để hồi ướt đóng không được nè em. Đứng dậy dời mấy cái cây mà đã lựa sẵn vô đi. Đây nè bà con nè, đây là dừa xiêm đỏ, đây là cây vú sữa Mica tím không mũ nè. Đó, bà con thấy khi mà rễ nó ra nhiều như thế này rồi bên quanh mới có thể là giao cho quý bà con. Nên về là thường là dưỡng một thời gian tầm cả tháng. Tức là trên cây là hết nhiêu ngày rồi ạ, trên cây là hết 2 tháng rồi. Rồi về là dưỡng thêm 1 tháng nữa để cho nó ra rễ như vậy mới có thể giao quý bà con chúng ta. Nếu mà nói về cây vú sữa Mica tím không mũ này thì Quanh cũng đã phân tích trong nhiều video khác. Thì bạn vú sữa Mica tím không mũ này á, là bà con chúng ta trồng chỉ có giai đoạn đầu tầm khoảng 3 đến 4 tháng đầu là chúng ta tập trung cho nó. Hạn như là che mát cho bạn ấy khi bạn ấy mới ra ngoài nắng nè. Rồi tưới siêu dưỡng cây Humic Hoa Kỳ Trico Humic cho bạn ấy định kỳ 7 đến 10 ngày một lần. Chứ là cây này gọi là rất là dễ trồng, khi nó đã bắt rễ rồi là cực kỳ dễ trồng luôn nha bà con nha. Nên bà con chúng ta hãy yên tâm. Những bà con nào mà không có thời gian chăm sóc hoặc là trước giờ chưa từng chăm sóc một cái loại cây nào hết thì bà con chúng ta trồng cây vú sữa tím Mica này thì cũng rất là dễ thở, không có gì cần phải đặc biệt. Nói về sâu bệnh hại thì bạn này không có thấy sâu bệnh hại gì nhiều. Bạn này thì lâu lâu thì bị nấm mù hống, một vài con sâu đục thân. Và khi mà có trái thì chúng ta mới bọc trái để tránh ruồi vàng thôi. Nhưng mà cái chuyện bọc trái thì nó dễ mà. Năm bọc có 2 lần, vú sữa Mica được cái là năm 2 vụ. Cho chúng ta 2 lần tiền. Thằng ruột đỏ với thằng dừa thì nó sẽ cho chúng ta tiền quanh năm. Nếu chúng ta để trái chuyền thì nó sẽ cho chúng ta trái, cho chúng ta tiền quanh năm, thu nhập quanh năm. Thì Quanh thấy ba cái loại mà Quanh vừa đề xuất là những cái loại mà rất là ổn để mà chúng ta phục vụ cho cái việc mà không có thời gian chăm sóc nè, không biết cách chăm sóc nè, mà cần có thu nhập cao, cần có thu nhập tốt thì nó sẽ đáp ứng được cho quý bà con chúng ta những cái yêu cầu rất là tréo ngoe đó luôn á. Là không có chăm sóc không có bỏ công nhiều nhưng mà lại có thu nhập cao. Đầu tiên là vú sữa Mica tím không mũ, thứ hai là dừa, mà cụ thể là dừa đỏ Mã Lai và dừa xiêm lùng. Và cái thứ ba là mít ruột đỏ sơ vàng xưa sớm. Thì bà con chúng ta có thể là chọn ba loại này để mà tìm hiểu sâu hơn trước khi bà con chúng ta lựa chọn chúng ta trồng. Khi mà bên quanh tư vấn và chia sẻ với bà con chúng ta, hỗ trợ giúp quý bà con chúng ta tìm ra được cái danh mục cây trồng phù hợp. Thứ nhất là thổ nhưỡng, cái nơi bà con chúng ta muốn xuống giống. Thứ hai là kinh nghiệm, trải nghiệm của quý bà con chúng ta trong ngành trồng trọt. Và cái thứ ba là mục tiêu của quý bà con của chúng ta. Tại sao nó có kinh nghiệm, trải nghiệm của quý bà con chúng ta trong ngành trồng trọt ạ? Tại nhiều khi bà con trải nghiệm nhiều rồi. Mấy anh chị mà đã trồng qua sầu riêng rồi thì em đâu có ngại đưa cây gì. Cây này khó hơn cây sầu riêng mấy anh chị cũng quản lý được nữa, huống chi là cây những cái cây khác đúng không? Còn nếu mà chưa có kinh nghiệm trải nghiệm, trước giờ chỉ trồng lúa không thì bắt buộc anh phải tư vấn những cái loại cây nó dễ dàng xíu. Chứ mà đưa hẳn cây sầu riêng ra ăn cái là bơ chế với bỡ ngỡ liền. Hoặc là có thể trồng dặm trước rồi sau đó chúng ta phải liên kết với nhau nhiều để chúng ta chia sẻ cách trồng. À, và nó liên quan thêm cái nữa là mục tiêu của quý bà con chúng ta là muốn bao nhiêu năm thì bắt đầu cái dòng tiền nó quay trở lại, tức là có thu nhập từ vườn của mình. Để Quanh thiết kế coi là có trồng sen không hay chỉ trồng chuyên canh thôi. Thực sự ra trồng chuyên canh không là tốt nhất, nhưng nếu mà chúng ta cái nguồn tài chính chúng ta muốn có nguồn tài chính để xây vòng thì bắt buộc Quanh sẽ phe sen thêm một cái số loại cây sen canh nữa để mà giúp bà con chúng ta có thu nhập ngắn hạn trước khi mà cái cây chính nó có trái. Đó là những cái cách mà bên Quanh sẽ hỗ trợ và giúp đỡ quý bà con chúng ta chọn ra được cái nhóm cây trồng phù hợp. Nên khi bà con chúng ta muốn mà nhanh chóng hỗ trợ được thì vui lòng đưa cho bên Quanh một cái đề bài cho nó cụ thể, mở mang. Đó là thứ nhất là cái diện tích bao nhiêu, mục tiêu của mình là gì và mình đã có kinh nghiệm trồng trọt gì hay chưa, để bên Quanh sẽ chọn cho bà con chúng ta cái danh mục cho nó ổn áp nhất, phù hợp với cái mục tiêu và cái miếng đất của quý bà con chúng ta nhất nha. Cảm ơn quý bà con chúng ta một lần nữa. Và đây là cái video chia sẻ về top 3 loại cây dễ trồng
nhanh cho thu hoạch và có giá trị kinh tế cao. Quanh nhớ là Quanh đã làm video này rồi, nhưng một số quý bà con chúng ta đang thắc mắc và muốn hỏi lại thì Quanh làm lại một lần nữa để chia sẻ quý bà con chúng ta nhiều hơn. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ạ.